Và thưa quý vị, nhắc tới mùa thu thì công chúng yêu âm nhạc không thể không nhớ đến một trong những sáng tác rất đẹp về mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang, phổ từ thơ của Giáng Vân được mang tên Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Và ca khúc này đã gắn liền với tên tuổi của chị, đó chính là ca sĩ Siêu Plắc. Thôi đừng hát ru, thôi đừng soi sáng.
chị hát lên những nốt cao nhất. Phải nói là chắc không phải mình Quỳnh Hương đứng trong cánh gà, tất cả mọi người nói có sách mắt có chứng, nổi gai ốc hết đúng không ạ? Và chị cười cái gì nào? Chị nói cảm xúc của chị ngay trong lúc này. Nói chung là Suplex đã vắng mặt gần 2 năm, nhưng mà tiếng vỗ tay vẫn thế. Suplex rất cảm ơn quý vị khán giả vẫn nhớ tới giọng Suplex và vẫn nhớ tới Suplex. Và thưa quý vị, hồi nãy bây giờ mình không có cho chị hát là sau bao ngày phôi pha mà lên vậy thì nói làm gì nữa. Bây giờ chị sẽ hát, chị sẽ rủ mọi người đi thi tiếng hát mãi xanh bằng cách là chị hát cái chữ tiếng hát mãi xanh là bằng cái giọng cao ấp của chị á. Tiếng hát mãi xanh. Một lần nữa cho chạy về. Tiếng hát mãi xanh. Và chính vì vậy quý vị nào nghĩ rằng quý vị có cái giọng còn cao hơn, khỏe hơn Suplex, đi thi năm nay liền đi. Nếu như mà Suplex đăng ký thì có nhận không ạ? Nhận luôn, nhận luôn. Cảm ơn chị Suplex rất nhiều, bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Và